Thưa quý vị và các bạn, cả nước vừa trải qua những ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 với nắng nóng gay gắt trên diện rộng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, riêng trong tháng 4, toàn quốc đã xác lập 110 kỷ lục về nhiệt độ, cao hơn cả năm 2023 và gấp gần 10 lần so với cùng kỳ của tháng 4 năm 2023. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tháng 4 đã xảy ra 3 đợt nắng nóng và nắng nóng gay gắt ở các tỉnh Tây Bắc Bộ, khu vực Thanh Hóa, Phú Yên. Đợt thứ nhất từ mùng 1 đến mùng 4 tháng 4, đợt 2 từ 12 đến 17 tháng 4, đợt 3 19 đến 30 tháng 4. Trong đó, từ ngày 26 đến 30 tháng 4, nắng nóng xuất hiện toàn bộ Bắc Bộ và Trung Bộ. Riêng ngày 27 tháng 4 đã có 39 kỷ lục được xác lập ở cả Tây Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ, Đồng bằng Sông Hồng, Trung Bộ, Tây Nguyên. Ngày 27 tháng 4 cũng là ngày nắng nóng đỉnh điểm trong tháng. Tại Hà Nội, cả 5 trạm khí tượng đều ghi nhận kỷ lục vào ngày 27 tháng 4. Trong đó, trạm Sơn Tây, nhiệt độ ngày 27 tháng 4 đã lên tới 40,4 độ C, trạm Láng 41,5 độ C. Mức nhiệt bị phá vỡ sâu nhất trong tháng 4 là tại trạm Quỳnh Lưu, Nghệ An, khi ngày 30 tháng 4 là 42 độ, cao hơn kỷ lục năm 2019 khoảng 3,6 độ C. Trong tháng 4, có 2 trạm ghi nhận 44 độ là Tương Dương, Nghệ An ngày 30 tháng 4 và Đông Hà, Quảng Trị ngày 28 tháng 4. Cơ quan khí tượng nhận định, tháng 4 năm nay, Bắc và Trung Bộ nóng bất thường do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây hoạt động mạnh, gây ra hiệu ứng gió phơn. Nguyên nhân sâu xa là ảnh hưởng của El Nino và xu thế nóng lên toàn cầu. Bước vào mùa khô năm nay, nền nhiệt trên địa bàn của tỉnh Nghệ An ở mức cao, nhiệt độ có nơi vượt trên 42 độ C. Thực trạng này đã khiến cho ngành chức năng phải đặt cảnh báo cháy rừng lên mức cực kỳ nguy hiểm. Vụ cháy rừng vừa qua tại huyện Thanh Chương và huyện Nam Đàn cho thấy nguy cơ cháy rừng có thể bùng phát bất cứ lúc nào, nhất là trong thời điểm nắng nóng và nắng nóng gay gắt đang có xu hướng gia tăng như hiện nay. Dù đám cháy đã được khống chế, nhưng ngọn lửa vẫn còn âm ỉ và có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Sau vụ cháy ở khu vực Rú Đột, xã Nam Thái, huyện Nam Đàn, các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục kiểm tra, dập tắt các ngọn lửa còn lại. Sáng ngày hôm nay thì cũng đã có 2 đến 3 đám bùng lại. Chúng tôi cũng đã nhanh chóng tổ chức lực lượng, phương tiện để tiến hành chữa cháy và dập tắt các cái đám cháy bùng phát mới. Hiện lực lượng thực bì tại khu vực rừng Nam Đàn vẫn còn rất dày. Các đơn vị đã tiến hành thu gom và chủ động đốt thực bì, đồng thời tạo các đường băng cản lửa xung quanh khu dân cư và đường dây điện 500 kV mạch 1. Chúng tôi tiếp tục là tập trung lực lượng, phương tiện máy móc chặt cái đường băng cản lửa nhằm ngăn chặn lửa khi cháy rừng lan vào hành lang đường dây 500 kV mạch 1, một trong hai đường dây huyết mạch của quốc gia. Cơ quan công an đã mời 4 người dân lên làm việc, trong đó có những người được thuê đốt thực bì dẫn tới cháy rừng. Hiện vụ cháy đã làm thiệt hại khoảng 8,5 hecta rừng, diện tích rừng bạch đàn, keo, thông bị cháy khoảng 1,5 hecta. Từ mùng 10 tháng 4 trở đi là chúng tôi cấm tuyệt đối không được là thực hiện phạt dọn thực bì hoặc đưa lửa vào rừng và nghiêm cấm. Thứ hai nữa là trên cơ sở đó thì chúng tôi tăng cường thêm lực lượng trực 24/24 các cái lực lượng chủ tốt như là cái lực lượng quản lý bảo vệ rừng, chủ rừng, rồi công an quân đội phối hợp để lực lượng trực chiến trong cái mùa nắng nóng này. Nghệ An là địa phương có diện tích rừng lớn nhất cả nước, tỷ lệ che phủ rừng năm 2023 đạt trên 58% với nhiều loại rừng khác nhau, trong đó có diện tích rừng thông nhựa, rừng keo tràm, rừng che nứa chiếm tỷ trọng lớn. Thảm thực bì nên rất dễ bén lửa nên nguy cơ cháy rừng luôn ở mức cao. Dự báo trong chiều và đêm nay, ngày 2 tháng 5, miền Bắc, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, đợt nắng nóng khốc liệt ở các tỉnh Trung Trung Bộ hạ nhiệt. Dự báo đợt không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao, nên chiều và đêm ngày 2 tháng 5, ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-40mm. Có nơi trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Do ảnh hưởng của không khí lạnh và mưa dông, đợt nắng nóng đặc biệt gay gắt ở Trung Trung Bộ, những ngày qua
có dấu hiệu hạ nhiệt. Dự báo trong hôm nay và ngày mai mùng 3 tháng 5, nắng nóng chỉ còn xuất hiện tại khu vực từ Quảng Nam đến Ninh Thuận với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Các khu vực khác gồm Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Bình Thuận và Tây Nguyên hôm nay chỉ còn nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ. Riêng tại Nam Bộ hôm nay có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Dự báo khoảng mùng 4 đến mùng 5 tháng 5, nắng nóng có khả năng quay trở lại khu vực Bắc và Trung Trung Bộ. Tuy nhiên sau đó, khu vực nắng nóng hạ nhiệt, khu vực này có nhiều ngày có thể xuất hiện mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và tối. Tại Nam Bộ, nắng nóng cũng kéo dài đến khoảng ngày mùng 4 đến ngày mùng 5 tháng 5. Sau đó khu vực này chuyển mưa rào và dông rải rác vào chiều tối, nắng nóng hạ nhiệt. Quảng Ninh là tỉnh miền núi, ven biển, nhiều khu vực có địa hình dốc, địa chất không ổn định nên thường xuyên xảy ra các điểm sạt lở gây ách tắc giao thông. Để đảm bảo an toàn, chủ động khắc phục khi có sự cố, thời gian vừa qua địa phương này đã tập trung tu bổ, hoàn thành sửa chữa nhiều tuyến đường, công trình giao thông vượt lũ để sẵn sàng ứng phó khi có sự cố xảy ra. Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên VTC14. Gia đình anh Trần A Chiêu đã sinh sống nhiều năm ở thôn Nà Ếch, xã Húc Động, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh. Những năm trước, mỗi khi vào mùa mưa lũ, việc đi lại của người dân trong thôn gặp nhiều khó khăn. Để di chuyển, anh Chiêu và nhiều hộ phải sử dụng bê mảng, đi đường vòng rất xa. Tuy nhiên, kể từ khi công trình đường giao thông vượt lũ được hoàn thành, người dân nơi đây cảm thấy vô cùng yên tâm. Dù mùa lũ, nhưng giao thông không bị chia cắt và đi lại rất an toàn. Ngày trước phải nói là khó đi lại. Đường bên Mố Túc này thì ngày trước là một thôn riêng. Thì từ trước 2008 thì là nuôi có con lợn, con gà lớn lên thì cũng phải nhờ anh em. Con thương lái mà mua thì ở khiêng ở bên kia bản sang bên này suối để mà bán. Thế sau 2010 thì cũng được nhà nước quan tâm, chương trình nông thôn mới thì cũng làm cái đập tràn. Đập tràn thì nhưng vẫn tắc nước, vẫn mưa lũ, vẫn mắc không đi lại được. Thì sau một thời gian thì được năm gần đây thì được bên nhà nước quan tâm tiếp để xây cống hộp này. Thế từ nay đi lại thuận tiện. Có còn gì bán hay là lấy cái gì nó mang tận nơi. Năm 2023, trên địa bàn xã Húc Động, huyện Bình Liêu đã triển khai hai công trình vượt lũ là Mó Túc và Thông Châu. Đến nay, công trình đã đưa vào sử dụng trong niềm vui phấn khởi của nhân dân và chính quyền địa phương. Thưa quý vị, đỗ trên phố Ngô Thị Sĩ, quận Hà Đông, Hà Nội, một chiếc xe BMW đã bất ngờ bốc cháy vào giữa trưa nay, mùng 2 tháng 5. Vâng, và đến chiều nay, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Hà Đông, Hà Nội xác nhận vụ cháy và cho biết may mắn vụ cháy không gây thiệt hại về người. Cụ thể, vào khoảng 11 giờ hôm nay mùng 2 tháng 5, Công an quận Hà Đông nhận được tin báo từ Công an phường Vạn Phúc về việc ô tô nhãn hiệu BMW đang bốc cháy trên phố Ngô Thị Sĩ. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện xuống hiện trường dập lửa. Tại hiện trường, ngọn lửa bùng lên dữ dội, lực lượng chức năng đã cố gắng khống chế. Khoảng 10 phút sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, toàn bộ ô tô đã bị thiêu rụi, trơ khung. Theo chỉ huy đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Hà Đông, ô tô này đỗ ở phố Ngô Thị Sĩ và tự bốc cháy. Thời điểm xảy ra sự việc không có người bên trong.